Em cảm ơn anh đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Rồi. Cho em được hỏi là anh họ tên gì? Anh tên là Võ Văn Thôn. Dạ, anh Thôn năm nay bao nhiêu tuổi ạ? À? Anh này 53 tuổi. 53 tuổi. Tuổi hợi. Mình quê quán ở đâu anh? Quê tỉnh Trà Vinh, dạ. Huyện Dương Hải, dạ. Xã Đông Hải, ấp Động Cao. Dạ. Rồi anh Thôn chia sẻ về cái ngoại hình của mình ha. Anh cao được bao nhiêu? 1m72. Dạ, nặng. Mình nặng bao nhiêu ký anh? 80 ký. Ở ngoài nhìn anh khá là phong độ ha. Tình trạng hôn nhân của anh hiện tại như thế nào? Anh thôi nay 15 năm rồi. Wow, thời gian khá là dài ha. Dạ. Chắc là trong vòng 15 năm chắc anh cũng có quen biết. Có quen thì quen anh em đều chơi thôi chứ còn không có ghệ gọc vợ chồng hết. Nói chung là chưa đủ duyên anh. Chưa. Rồi trong thời gian kết hôn thì anh được bao nhiêu người con? Anh hai gái một trai, hai xuôi rồi. Còn nhỏ ghé Úc ở với mẹ nó. Vậy là con cái trưởng thành hết rồi ha. Dạ. Khi mà anh tham gia chương trình kết nối yêu thương như vậy thì con cái anh có biết không? Biết. Biết hả? Có ủng hộ không anh? Có. Dạ. Tại mẹ nó có chồng khác rồi. À, mẹ có chồng khác rồi. À, hiện tại bây giờ anh đang làm công việc gì? Anh đang làm bảo vệ. Bảo vệ. Bảo vệ quận 2 Thủ Đức á. À. Rồi công việc mình có ổn định không anh? Được, sống được, một tháng được 14 15 triệu một tháng. Wow. Vậy là cao lắm luôn, anh làm mấy ca? Làm 24 tiếng. 24 tiếng là ở suốt tại chỗ nó luôn luôn ăn chỗ rồi nấu ăn uống ở chỗ luôn. Wow, mức lương vậy là quá tuyệt vời anh ha. Hiện tại bây giờ thì anh có nhà cửa ở đâu chứ anh? Có nhà bà già anh để đó, giờ để thờ cúng cho ba má thôi chứ anh chỉ ở chung không à. Là ở dưới Trà Vinh á? Dạ, Trà Vinh, anh út gia đình đó. Rồi trong tương lai là anh có dự định là về lại quê ở không? Cũng có, về quê á, mà làm kiếm tiền đi, về quê ở, không có thì người ta có nhà thì ở người ta luôn. Anh chia sẻ về cái bản thân của anh á, anh có cái điểm mạnh và cái điểm yếu như thế nào anh? Điểm mạnh yếu thì tánh mình vui, tánh vui nết. Không có nhậu nhiều, không có nhậu đế, không có thuốc, không uống cà. Chỉ uống bia chút chút thôi chứ còn cắt bỏ hết, không uống. Không giữ thề, không đụng má, đụng mẹ, vô tánh, vô nết à. À, anh có đam mê đi du lịch hay ca hát gì không anh? Khoái nhậu, khoái đồ cao kê rồi chơi chứ còn không có du lịch. Đó giờ lo bằng kiếm tiền. Dạ. Nói chung là chủ yếu là đam mê kiếm tiền anh ha. Dạ, kiếm tiền. Còn về trong cuộc sống vợ chồng thì anh tính tình như thế nào? Anh có gia trưởng không? Không, anh út gia đình mà không gia trưởng. Không à. Nhỏ nhất. Với là bên ngoài nhìn anh cũng khá là hiền anh ha. Ừ. Rồi ngoài những cái điểm mạnh như vậy thì anh có những cái điểm nào khác nữa không anh? Anh không. Có cái gì lưu ý không? Ví dụ như anh có một cái năng khiếu gì không? Anh phái mặn à, phái đi mặn gì đó, giỏi vậy thôi, mà cái gì cũng giỏi đó. Nói chung là đam mê kiếm tiền. Dạ. Rồi trước khi mà tham gia chương trình kết nối yêu thương để tìm một nửa thì anh có chuẩn bị kế hoạch tương lai cho mình chưa? Ví dụ như là sau này là mình sẽ ở đâu hoặc là mình kinh doanh buôn bán gì đó, anh có dự định vậy không? Cũng chưa có, mình tại chưa có số tiền lớn, mình chưa dám làm vậy. Ừ. Thì mình gặp người phụ nữ có vốn thì mình làm được. Dạ. Nói chung là cùng chung tay lúc đó là mới tính sao anh ha. Dạ. Dạ. Thưa anh Thơm, thì hôm nay anh tham gia chương trình bên em á, thì mong muốn của anh tìm một người bạn đời như thế nào? Bạn đời thì vui tánh vui nết à. Vui tánh ha. À, vui là được rồi, nghèo giàu không thành vấn đề đâu. Biết lo lắng thì thương chồng là yêu chồng là được rồi. Dạ, về độ tuổi thì khoảng bao nhiêu anh? Từ 60 trở lại thôi, dưới 50, trên 50, dưới 50 là được rồi. Dạ. Còn về công việc thì anh có mong muốn là người bạn đời mình công việc ổn định không? Thì đủ ăn, thì có nhà có cửa thì cũng tốt. Dạ. Vì cái độ tuổi của anh hiện tại bây giờ là 53 tuổi. 53. Thì chọn những cô thì em nghĩ là chắc tầm 40 trở lên đúng không? Dạ, 40. Thì em nghĩ là những cô đó thì về vướng bận con cái đi học này kia, con còn nhỏ này kia thì anh nghĩ sao? Anh có chấp nhận không? Được, thương mẹ thì bế con vậy thôi là tốt rồi. Rồi, người đàn ông thì thường thường là hay đề cập về cái vấn đề ngoại hình đó. Thì về ngoại hình thì anh nghĩ sao? Anh có quan tâm về cái vấn đề ngoại hình không? Không, tính tình không ngoại hình nó vui vẻ, tưởng mập con là lớn, bự bự con là tốt rồi. Ủa, anh thích bự con à? Bự như vậy. Cái gu của anh là bự nhưng mà bự ở mức độ như thế nào? Cỡ 50-60 ký là được rồi. Nhưng có càng cao không? Cao cũng được, 5m50 cũng được nữa. Nói chung là mập mỉm đúng không? Dạ. Còn về cái vùng miền thì anh nghĩ sao? Anh có chọn ở tỉnh thành nào không? Miền nào cũng được hết á. Người gì cũng được hết. Ở đâu cũng được ha? Ở đâu cũng được hết. Quan trọng là tâm đầu ý hợp là mình đến với nhau thôi. Dạ đúng rồi. Ngoài ra những cái mong muốn như vậy thì anh có mong muốn gì thêm nữa không anh? À rồi, mong muốn phụ nữ là vui vẻ là được rồi, vui là được rồi. Miễn là vui là được. Nghèo giàu thanh đề chỉ vui là được rồi. Dạ ok anh. Qua những lời tâm tư và nguyện vọng của anh á,
em mong rằng là các cô các chị nếu mà có mấy anh á, thì liên hệ về chương trình để mà có hướng kết nối cho hai người tìm hiểu nhau nhiều hơn anh ha. Một lần nữa thì em xin thành thật cảm ơn anh đã quan tâm và tham gia chương trình bên em. Em luôn luôn cầu chúc cho anh là dồi dào sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Điều đặc biệt nhất sau khi tham gia chương trình, anh sẽ tìm được người bạn đời như mong muốn. Bây giờ thì em xin chào tạm biệt anh ạ. Chúc anh sức khỏe anh ha. Dạ, cảm ơn.